sáng luôn nha cả nhà ơi. Cá nhảy lăn tăn lăn tăn. Wow, đây có con mực nang quá tươi nè. Wow. À. Mà trời. Đây, đây cá này mới kinh nè. Cá này mới kinh nè. Đây là cá bè lão nha. Ô, cá bè trang. Đây có một con cá mập nữa nè. Cá mập còn nhỏ nha. Nãy lên thì còn sống luôn đó nha. Đây, còn sống luôn nha, chứ không phải là chết nha. Sáng được ba con cá to. Cá luôn, cá luôn. Cá luôn, cá luôn.
sang một lớp, bây giờ mình tạt nước đá ha. Nói chung thì cá phân thì khoảng tầm một tháng mấy mình mới vô đảo quốc nên mình tải về bờ nha. Nói chung thì cá thì rất là thúi nha. Về mình bán cho công ty xây cá bột. Chung về một lớp cá thì khoảng tầm với một lớp cá này mình chắc có khoảng tầm 100 mấy bọng nha, trăm mấy bọng khoảng tầm 500 kg.
tại sợ cửa chén á. Giờ bụng lên mà chạy trước. Nay là mình ăn là không có sợ nữa. Ăn thấy lấy cào luôn. Ăn nó lấy cào luôn á, ăn nó lấy cào luôn mà. Nè, hôm qua thằng Nam á chọc nó dặn, bữa nay nó chọc lại thì tao không dặn nè, mấy móc mà không dặn nha. Dễ thua mà không có bạo nha, vui vẻ quá, vui vẻ nha. Dễ thua mới cười vui vẻ nha. Trời trời, nãy ra cái kéo rồi. Chết luôn heo ơi. Này tôi biết là cái có cái bao và cái ăn phải ăn Nam rồi đó. Thôi bây giờ mình ăn lấy sức để xíu nữa mình có chén nha cả nhà.